À, các bạn, hôm nay mình sẽ làm bài tập thứ sáu là thiết kế mặt điều khiển tam giác bảy đoạn dùng phương pháp quét. Ban đầu chữ hello chạy từ phải sang trái rồi chớp tắt ở giữa 3 lần. Sau đó đếm bên phải từ 00 đến 59. Bây giờ mình sẽ mô phỏng mặt trên phần mềm Rotate. Đây mình sử dụng một nút nhấn reset và tắt ăn. Vi điều khiển pick 1F16F887 và 8 led 7 đoạn. Ở bọc C thì mình sẽ nối vào các chân A, B, C, D, E, F, G và chân DB để hiển thị led. Bọc D mình sẽ nối vào các chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 để thực hiện quét. Cầm đó ở đây mình sử dụng để thay thế cho các transistor. Đây là lưu đồ của đề. Bên đầu là bắt đầu và khởi tạo các port. Tiếp đến là hiển thị chữ hello chạy từ phải sang trái. Tiếp đến là hiển thị chữ hello chớp tắt 3 lần ở giữa. Cuối cùng là hiển thị đếm từ 00 đến đếm 59. Cuối cùng là lặp lại đếm hiển thị từ hello chạy từ phải sang trái tiếp tục. Thì bây giờ sang phần viết chương trình. Đầu tiên làm khai báo thư viện cấu hình high speed và khai báo tần số sum clock, ở đây mình sử dụng 20 mê. Tức là mình sẽ khai báo bảng má 7 đoạn theo kiểu anode chung. Đây, khai báo hiển thị chữ hello thì mình tự động cho là để hiển thị chữ hello mình chạy từ phải sang trái, mình sẽ thực hiện là mình sẽ khai báo là tổng cộng là 21 bit. 8 bit đầu là led sẽ tắt từ led thứ 8 đến led thứ 12. Mình xin lỗi, từ số 8 đến số 12 là hiển thị chữ hello, còn lại là tiếp tục led tắt. Đây, mình sẽ khai báo một mảng dữ liệu hiển thị bao gồm 8 bit. Tiếp đến là mình khai báo thêm các biến để sử dụng trong phần viết chương trình. Đầu tiên là mình sẽ viết hàm hiển thị. Hàm for đầu tiên có nghĩa là thực hiện chu kỳ hiển thị của led. Đầu tiên cho má quét sẽ bằng 0xFE vì có nghĩa là 111 vì có nghĩa là led đầu ban đầu. Ban đầu tiên thì led đầu tiên sẽ sáng và vòng for thứ hai thực hiện đếm từ 0 đến 7 và output vòng D là thực hiện quét, vòng C là thực hiện dữ liệu hiển thị và delay. Thì ban đầu mã quét sẽ thực hiện hiển thị led đầu tiên và giật sang trái, sau đó là hiển thị led thứ hai bằng 0, giật 0 sang trái một bit và tiếp tục cho bit này bằng 1 để hiển thị led thứ hai tiếp tục đến led cuối cùng. Ở đây mình sử dụng delay thấp để có nghĩa là để cho nó hiển thị đủ các led. Tiếp đến là hàm main. Ở đây mình sử dụng cả hai bọc đều là số tư liệu. Bọc D là thực hiện quét và hàm đầu tiên mình sử dụng là để cho dòng chữ hello chạy từ phải sang trái. Còn for đầu tiên có nghĩa là mình sẽ cho C1 chạy đến từ 0 đến 13, có nghĩa là chạy từ 0 cho đến, thì ban đầu là bài vòng for thứ hai
C bằng 0 đến 8 là hiển thị để hiển thị time lapse. Thì ban đầu là cho 8 led đầu tiên sáng. Tiếp đến là 8 led tiếp theo cộng 1 lên. Rồi bắt đầu sẽ chữ H hiển thị bên phải ngoài cùng. Tiếp đến thì chữ E cứ tiếp đến cho đến khi đến led 13 bắt đầu led bắt đầu mình cho chữ hello bắt đầu mất dần cho đến led cuối cùng là mất hết. Dữ liệu hiển thị sẽ bằng dữ liệu hiển thị của C2 sẽ bằng hello của hello C1 cộng C2 và cho hiển thị. Và tiếp tục là cho chữ còn chữ hello chấp tắt 3 lần thì vòng for tiên là để thực hiện đèn chấp tắt 3 lần từ 0 đến 2. Vòng for thứ hai là thực hiện cho hiển thị led từ cho đến C2 đến 7 thực hiện led hiển thị 8 led và cho dữ liệu hiển thị của C2 bằng hello 6 cộng 2 có nghĩa là sẽ cho từ số 6 hiển thị đến led thứ 13 là có nghĩa là cho chữ hello xuất hiện ở giữa và hiển thị nó sáng lên. Tiếp tục là hàng for này để thực hiện cho led tắt và hiển thị led tắt. Cuối cùng là đếm bên phải từ 00 đến 59 thì đơn giản thôi, mình cho hàng for thực hiện sẽ một đếm từ 0 đến 59 và cho hiển thị led cuối cùng là hàm đơn vị. Led cuối cùng là hàm đơn vị mã 7 đoạn. Cuối cùng led kế cuối là hiển thị hàng chục và cho hiển thị led. Ở đây mình sử dụng lặp câu thu lặp để thực hiện lại từ dòng chữ hello chạy từ phải sang trái. Vậy là mình đã hoàn thành xong phần viết chương trình. Bây giờ mình sẽ cầm bài nói chương trình. Tiếp tục là mình sẽ gắn chương trình vào vi điều khiển. Và sau chương trình chạy thì đây là mình đang cho chương trình hiển thị 30 chu kỳ thì hiển thị led sẽ rất chậm, ở đây mình sẽ cho là 5. Để hiển thị led nhanh hơn. Như vậy là mình đã hoàn thành bài tập 6. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.